Chàng trai bán cá viên chiên vào top 8 Hoa hậu chuyển giới Việt Nam. Vedette cá viên chiên Vũ Thu Phương tự nhận xét bản thân không xinh đẹp, song tràn đầy tự tin, biết cách tỏa sáng ở show Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Vedette cá viên chiên Vũ Thu Phương là hiện tượng mạng trong năm 2020. Anh cả nồi nói chuyện duyên dáng, hóm hình, vừa giúp công việc bán cá viên chiên phát đạt, vừa được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Việc Vedette Vũ Thu Phương ghi tên trong đại sứ hoàn mỹ Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 gây nhiều bất ngờ. Anh thừa nhận mình không có ý định chuyển giới, chỉ thích trang điểm và lựa chọn váy áo lộng lẫy mỗi khi đi tiệc. Ngay cả khi đến với cuộc thi, Vũ Thu Phương không đặt mục tiêu chiến thắng mà muốn truyền tải năng lượng tích cực đến cộng đồng LGBT và những người buôn bán mưu sinh như mình. Dù vậy, thí sinh này khẳng định vẫn tràn đầy tự tin, quyết thể hiện hết sức mình. Em không đẹp nhưng lên sân khấu em sẽ dẹp mấy chị đẹp qua một bên. Xấu đẹp không quan trọng, mà quan trọng là ở con tim mình, vì vậy vẫn cứ phải diễn hết mình. Kết quả giám khảo chọn Vũ Thu Phương vào thẳng top 15 về đội của huấn luyện viên Minh Tú. Ban đầu, nhiều ý kiến nhận định Vũ Thu Phương đến cuộc thi nhằm đánh bóng tên tuổi. Thực tế, anh là thí sinh thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm trong từng thử thách hay buổi học chuyên môn. Nhờ đó, Vũ Thu Phương tiến thẳng vào top 8 và chưa từng bị đưa vào vòng loại trừ. Sự vui tươi, giàu năng lượng trở thành điểm cộng lớn của Vũ Thu Phương. Anh chiếm được tình cảm của ban giám khảo, thí sinh lẫn khán giả. Ngoài ra, anh thường động viên, khích lệ tinh thần các thí sinh còn lại của team, giúp họ thể hiện tốt hơn ở từng chặng đường. Huấn luyện viên Minh Tú chia sẻ, cộng đồng LGBT nói riêng và xã hội chúng ta nói chung, đâu phải ai sinh ra cũng hoàn hảo hay có vóc dáng ưa nhìn. Chị Phương, cách xưng hô thân mật của Minh Tú, có thể chưa mang nét đẹp tiêu chuẩn hoa hậu. Điều này không có nghĩa chị Phương không có năng lực. Chưa kể, chị rất tập trung lắng nghe và thay đổi theo hướng tốt hơn. Minh Tú có thể ví von chị Vũ Thu Phương là một bài toán khó, nhưng nếu biết cách giải thì kết quả thực sự rất viên mãn. Top 8 đến hiện tại của chị là rất xứng đáng. Vedette Vũ Thu Phương sinh năm 1990, cao 1m72. Hình ảnh lúc nhỏ của Vũ Thu Phương, đêm bán kết sau đại sứ hoàn mỹ Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 sẽ phát sóng vào tối ngày 16 tháng 1. Thí sinh chiến thắng sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2021 tại Thái Lan. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.